Xin chào các bác và anh em nhé. Thì ngày hôm nay thì em gửi một con vang K6 của thuộc dòng X cho bác và anh em. Con vang này bên em đang bán với giá tiền là 2.500.000 bao ship. Đấy, con này thì đã kết nối máy tính rồi các bác nhé. Đấy, và em đã chỉnh xong cho bác và anh em 4 chế độ để các bác và anh em về gọi ra. Đấy. Bây giờ em sẽ hướng dẫn cho bác và anh em về cách gọi ra chương trình và cách cắt bỏ những cái giải nào thừa thiếu các bác nhé. Không, các bác về cứ mang ra thợ. Các bác mua những con vang đời cao cấp này, nó kết nối máy tính về, các bác cứ phải là muốn vắt kiệt cái tính năng của nó đã. Nhưng mà các bác muốn hiểu về nó thì các bác phải tham khảo trên các kênh YouTube, các kênh hướng dẫn cách chỉnh vang số, cách kết nối phần mềm và cách chỉnh như thế nào là đúng, thế nào là sai, hay là nút nào là nút tinh chỉnh mic cho đúng. Nhiều bác về cứ bấm loạn xì ngậu lên rồi lại mang giả cho bên em, mệt lắm các bác ạ. Đây thì dòng này thì em đang cài đặt cho bác và anh em là 4 chế độ các bác nhé, 4 chế độ. Bây giờ em sẽ cho về chế độ 1. Các bác muốn gọi về chương trình 1 nhé thì ấn vào Zcard này. Đấy. Thì đây em đang để chế độ 4 là chế độ hát karaoke. Đấy. Và các bác ấn vào nút úp, đây có nút down và nút úp này. Các bác ấn vào nút úp để cho con chuột nó đứng đầu cái số 04 này các bác nhé. Rồi các bác quay về 1. Đấy, quay về 1. Rồi các bác ấn vào Zcard phát nữa. Đấy, nó sẽ hiển thị cho bác và anh em trên là No, dưới là S. Thì các bác ấn vào Down để nó lưu lại chương trình 1. Đấy, đây là chương trình 1 các bác nhé. Lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chương trình 1 này thì nó sẽ có cả echo và dịch vật. Và các bác muốn hát chương trình 2 thì các bác ấn lại, ấn vào Zcard này. Đấy. Và các bác ấn vào úp để cho con chuột nó đứng đầu số 1, các bác quay sang số 2. Rồi các bác lưu kênh 2 vào, ấn lại vào Zcard và ấn vào down để nó lưu kênh 2 nhé. Đấy, nó đã lưu kênh 2. Kênh 2 là kênh thiên về tiếng echo. Hey, 1 hey. Và kênh 3 nó sẽ thiên về tiếng dị vật, các bác lại tiếp tục ấn vào Zcard cho em. Đấy. Và ấn vào nút úp. Đấy. Và quay đến số 3. Và các bác ấn lại tiếp vào Zcard. Và ấn vào down để nó lưu lại. Đây là chương trình 3, nó sẽ thiên về tiếng dị vật các bác nhé. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Bây giờ em sẽ cho về chương trình 1, ấn vào Zcard. Đấy. Quay về chương trình 1. Chương trình 4 con này là chương trình nghe nhạc các bác nhé. Và bây giờ chẳng hạn các bác về alo tiếng mic. Cảm thấy tiếng mic nó hơi ồm. Hơi ồm các bác nhé, hơi ồm. Thì các bác ấn vào mic. Ấn vào mic. Đấy, nó sẽ hiển thị đầu tiên là feedback modern 1, tức là cấp độ chống hú 1 các bác nhé. Đấy, cấp độ chống hú 1. Đấy, và các bác ấn vào tiếp phần mic thì nó sẽ ra là HPF FREQ. Đây tức là cắt giải trầm cho tiếng mic các bác nhé, cắt giải trầm cho tiếng mic. Thì các bác thấy tiếng mic nó ở cái chế độ là 50Hz này, nó ồm quá thì các bác có thể là cắt cao lên một tí, cắt lên 70, 80 hoặc là 90 các bác nhé. Thì các bác ấn vào nút down này này. Đấy. Để cho con chuột nó đứng đầu số 50Hz này, rồi các bác cắt lên. Các bác vừa cắt vừa alo, vừa cắt vừa alo. Đấy. Làm sao cái tiếng giải trầm của mic ấy, nó không ồm nữa là ok. Đấy. Đấy, chẳng hạn cái giải trầm của tiếng mic thì em để cho 70 nhé, 70. Lên 4, 4, 7, 4, 7, 1, 2. Đấy, giải trầm của tiếng mic này thì với loa của em để chế độ là 70Hz là ok rồi. Nếu mà về nhà các bác có thể là loa nhà các bác nó thiếu giải trầm thì các bác có thể là cắt sâu xuống 60 hoặc 50, hoặc là ở cái giải 70 này nó vẫn bị ù, bị ồm tiếng mic thì các bác có thể là cắt lên 80 hoặc 90 các bác nhé. Đấy.
Rồi các bác có thể là tiếp tục vào giải equalizer, bấm tiếp vào cái phần nút mic này này, nó sẽ vào giải equalizer cho đường mic. Giải equalizer đường mic nó sẽ có 15 cần equalizer cho các bác và anh em tinh chỉnh đấy. Đây là cần equalizer số 1 thì nó sẽ có này cho các bác và anh em là 161 Hz, tức là cắt giải tần cho giải equalizer số 1 này đấy. Và gain tức là tăng giải equalizer số 1, và Q tức là xa gần và chế độ võng của giải equalizer các bác nhé. Đấy thì con này nó sẽ có 15 giải equalizer. Đấy thì các bác đi sâu vào cái giải equalizer này thì các bác phải tìm hiểu thêm về đâu là tăng tiếng của giải equalizer và đâu là cắt giải tần equalizer các bác nhé. Nhiều bác về những cái thông số này này, thông số chẳng hạn là 20.200 Hz này, các bác đây là giải chép các bác nhé, chẳng hạn đây là giải chép thì các bác chỉnh sai cái phần này thì nó sẽ không ra tiếng chép được nữa. Đấy. Chẳng hạn mà các bác cắt lung tung những cái phần giải 20.200 Hz này này. Đấy. Còn nếu mà các bác muốn tăng tiếng chép, các bác tăng cái phần gain in này này, gain chẳng hạn là cái gain của cái giải số 3 này. Đấy, giải số 3 này nó bắt đầu là tiếng bass nhé. Tiếng bass của mic này là 53.6 Hz, tức là giải bass. Thì các bác muốn nghe tiếng bass mic thì các bác bấm cái con chuột này xuống chỗ cái phần gain này. Đấy, ấn nút down nhé. Nút down và nút up này là di chuyển con chuột này, di chuyển con chuột nháy này các bác này. Đấy. Đấy. Rồi các bác có thể là tăng cái giải bass này lên, gain tức là cái chế độ tăng của giải tần equalizer số 3. Đấy. Và sang giải equalizer số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10, số 11, số 12, 3, 4, 5. Thì từ cái giải là số 3, đấy. Còn từ giải số 2 và số 1 thì em đã cắt bỏ tiếng trầm đi rồi nhé. Cắt bỏ tiếng trầm rồi. Thì các bác căn chỉnh từ cái giải 53 Hz này, 53 Hz này. Đấy, 53 Hz đến giải 12.000 Hz, tức là giải chép các bác nhé, giải chép. Các bác muốn nghe tiếng chép mic thì các bác cứ tăng cái phần gain cộng 0.4 dB này. Đấy, phần gain này các bác cứ di chuyển lên xuống con chuột đứng đầu ở cái phần gain in thì các bác được tinh chỉnh cái nút control này để tăng giảm lên hoặc xuống đấy nhé. Đấy là phần mic. Còn về phần nhạc, nếu mà các bác muốn tăng bát chép của nhạc thì các bác cũng có thể là ấn vào phần music này, nút music này. Này. Nút music này thì nó cũng có HPF, tức là cắt giải trầm cho tiếng nhạc các bác nhé. Cắt giải trầm cho tiếng nhạc. Đấy thì các bác dùng súp, có súp điện hoặc súp hơi rồi thì các bác có thể là cắt cái giải 60.1 Hz này cao lên. Đấy các bác ấn vào nút down để cho con chuột nó đứng đầu với số 60. Rồi các bác cắt lên. Này, cắt lên. Hoặc là các bác giảm xuống. Thì các bác phải hiểu là HPF nó là cắt giải tần cho tiếng trầm của nhạc không nhé. Cắt giải trầm cho tiếng tiếng nhạc. Đấy thì cái này em để 60 Hz. Nếu mà các bác về dùng súp thì các bác có thể thay đổi cao nó lên. Và cái 12 dB này thì các bác có thể là thay đổi ở chế độ 12 dB và 24 dB. Các bác ấn vào nút down để con chuột nó đứng đầu số 12 dB thì các bác có thể là tăng giảm 24 dB hoặc là 12 dB tùy ý các bác. Các bác muốn nghe ở chế độ 12 hay 24 thì các bác tinh chỉnh ở đây. Tiếp theo các bác ấn tiếp vào phần music, nó sẽ ra giải equalizer cho đường nhạc các bác nhé. Giải equalizer đường nhạc thì cần equalizer số 1. Đây là phần số 1 này. Và 86.7 Hz, tức là cắt giải tần. Các bác nhìn 86 Hz, tức là đây là nó là giải bass rồi. Nó là giải bass các bác nhé. Thì các bác muốn nghe tiếng bass thì các bác ấn con nút down này cho con chuột nó đứng đầu số cộng
1.0 decibel này, các bác tăng lên thì tiếng bát nó sẽ nổi lên này. Đấy, đây là giải bát thấp nhé. Còn các bác muốn sang giải bát cao hơn, giải bát cao hơn thì các bác sang số 2. Sang số 2. Đấy. Sang số 2 là cái giải bát cao hơn cái giải bát số 1. Đấy. Thì các bác muốn nghe giải bát cao hơn một tí thì các bác cũng tăng cái giải gain này. Đấy. Và cần equalizer số 3 thì nó là giải bát cao rồi nhá các bác nhé, bát cao. Và cần equalizer số 4. Số 4 nó là giải trung các bác nhé, giải trung. Đấy. Và cần equalizer số 5 nó cũng là giải trung. Và số 6 nó là giải chép các bác nhé, giải chép của đường nhạc này. Đấy, các bác muốn nghe tiếng chép thì các bác tăng cái phần gain in này, ấn vào down. Cho con chuột nó đứng đầu cái 1.4 decibel, các bác nghe tiếng chép thì các bác tăng lên để tăng chép lên hoặc là giảm chép xuống. Đấy, rất đơn giản các bác nhé. Và cần equalizer số 7 là giải chép thấp, giải cuối cùng. Đấy, các bác muốn nghe cái chép nó tí tách tanh 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 thì các bác có thể là tăng cái giải này lên. Đấy, tăng cái giải này lên. Đấy là cách chỉnh cắt giải trầm cho tiếng mic và tiếng nhạc, và chỉnh giải equalizer cho đường mic và đường nhạc. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi các bác nhé. Đấy, các bác chỉ cần mua một con vang về rồi các bác xem là các tính năng của nút này nó như thế nào, rồi các bác xem các bác tinh chỉnh. Thì nếu mà các bác chưa tự tin thì các bác đừng lưu vội, đừng lưu vội. Lúc nào các bác cảm thấy tự tin rồi, tự tin mình làm chủ được con vang này rồi thì mình hãy lưu lại các bác nhé. Thì nếu mà lưu thì các bác chỉ cần ấn vào Center hai cái. Đấy, ấn vào hai cái thì nó sẽ hiển thị cho các bác. Và anh em là Center 2 Moen 1. Đấy, thì các bác muốn lưu vào 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tùy các bác. Đấy, các bác chọn chương trình để lưu. Đây thì nếu mà các bác muốn lưu vào số 1 thì các bác chỉ ấn vào down này thì nó sẽ lưu cho các bác và anh em. Đấy, thế này là nó đã lưu các bác nhá. Rồi con vang này thì bên em còn khoảng chục con nữa. Thì bác nào có nhu cầu về vang K6, một phiên bản cao cấp của dòng X, thì các bác hãy gọi điện cho bên em Hương Giang Audio theo số điện thoại là 0979 987 696 các bác nhá. Rồi, cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video bên em. Chào tạm biệt các bác.